Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đã có ít nhất một vài lần bị ù tai trong đời. Lúc chỉ thoáng qua rồi hết, có lúc bị ù tai lâu dài, rất khó chịu. Ù tai có thể là dấu hiệu thoáng qua, nhưng cũng có thể gây ra bởi nhiều bệnh khác nhau. Đây là hiện tượng xuất hiện tiếng ồn hoặc tiếng kêu trong tai. Những tiếng ồn này có nguồn gốc từ chính hệ thống thính giác hoặc các cơ quan lân cận, thường không thể nghe được bởi người khác. Phần lớn ù tai là những tiếng kêu đơn âm. Tuy nhiên, có trường hợp tiếng ù có dạng là những âm phức như tiếng sóng biển, tiếng dế kêu, tiếng chuông reo hoặc tiếng nước thoát qua chỗ hẹp. Ù tai có thể ở tai trái hoặc tai phải, hoặc cũng có thể bị cả hai, xảy ra liên tục hoặc từng lúc. Khi bị ù tai, người bệnh sẽ cảm nhận rõ về đêm hoặc những lúc yên tĩnh, kèm theo là hoa mắt, chóng mặt, đau đầu. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng ù tai. Do áp lực công việc hoặc môi trường làm việc quá ồn ào. Do tuổi cao, người trên 60 tuổi, sự lão hóa ảnh hưởng tới cơ quan thính giác. Hay do sự tác động của âm thanh quá lớn, đột ngột, kéo dài. Tai có dịch hoặc bị nhiễm trùng. Tai bị nhiễm độc do dùng một số thuốc gây ảnh hưởng không tốt cho tai như aspirin, gentamicin. Những đầu dây thần kinh thính giác rất nhỏ bị tổn thương ở trong tai. Dùng nhiều chất kích thích như rượu, thuốc lá làm tình trạng ù tai tăng lên. Các bệnh nghiêm trọng như phình mạch máu não hay u dây thần kinh tiền đình đều xuất hiện triệu chứng ù tai. Các bệnh lý như thoái hóa đốt sống cổ, các bệnh lý về tai mũi họng, bệnh liên quan đến hệ thống mạch máu như phình động mạch, tăng huyết áp cũng gây ra tình trạng ù tai. Sự rối loạn chuyển hóa gây xốp sơ tai, cứng khớp hệ thống xương con, làm hệ thống này không rung động, cản trở sự dẫn truyền âm thanh gây tiếng ù trong tai. Viêm xoang, viêm họng, đặc biệt bệnh nguy hiểm như ung thư vòng họng, làm tắc vỏ nhĩ sẽ bị ù tai. Một vài trường hợp mắc chứng ù tai không rõ nguyên nhân, không có phương pháp điều trị đặc hiệu, bệnh nhân cần làm quen dần với triệu chứng này. Ù tai không gây nguy hại tới người bệnh, tuy nhiên nó gây ra cảm giác khó chịu, tâm trạng lo lắng, mất ngủ, suy nhược cơ thể. Khi người bệnh có kèm theo các triệu chứng như chóng mặt, bệnh lý tai trong, nghe kém, đau đầu hay bệnh lý tai giữa, nên đến các cơ sở y tế để phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Cách phòng tránh ù tai. Tránh làm tổn thương đến thính giác là biện pháp phòng ngừa thực sự duy nhất. Chẳng hạn như khi ở trong môi trường có tiếng ồn lớn, cần mang đồ bảo vệ tai để làm giảm âm lượng tiếng ồn. Khi sử dụng tai nghe, không nên bật quá to hoặc nghe trong thời gian quá dài. Các tiếng ồn trong sinh hoạt hàng ngày như tiếng máy sấy, máy cắt cũng gây nên chứng ù tai. Vì vậy, nên mang theo nút bịt tai khi làm các công việc này. Không nên sử dụng chất kích thích như rượu, thuốc lá, tránh tiếp xúc thụ động với khói thuốc. Các chất kích thích làm giảm lưu thông máu đến cấu trúc tai cũng là nguyên nhân gây ù tai. Giữ cho tâm trạng thoải mái, tránh lo âu căng thẳng quá mức. Tỷ lệ những người béo phì mắc chứng ù tai thường cao hơn so với người bình thường. Những người béo phì dễ mắc bệnh tăng huyết áp, khiến tai dễ nhạy cảm hơn với tiếng ồn. Cần duy trì chế độ luyện tập thể dục thường xuyên, duy trì trọng lượng cơ thể để làm tăng lưu thông máu đến các cấu trúc tai, giúp phòng tránh bệnh ù tai. Ù tai gây nhiều bất lợi trong cuộc sống sinh hoạt thường ngày. Chính vì vậy, cần có các biện pháp phòng tránh thích hợp như tăng cường thể dục, thể thao, tránh môi trường ồn ào, có lối sống lành mạnh và nghỉ ngơi hợp lý. Đồng thời, cần kiểm tra sức khỏe thường xuyên để phát hiện và điều trị kịp thời.